Xin chào tất cả anh em đã trở lại với Game Lock. Đầu tiên, mình xin cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký kênh ủng hộ mình. Hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình thật nhiều hơn nữa. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập số 4 trong series tập hợp mô hình của game Thổ Thời. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một siêu phẩm mô hình trong đảo Hải Tặc. Mô hình này mình mua với giá là 195k và phải mất hơn một tuần mình mới nhận được hàng. Vì thế nên mình mới gọi nó là siêu phẩm. Còn để biết nó là siêu phẩm hay không thì bây giờ mình sẽ tập hợp và review xem mô hình này có đáng để anh em sưu tầm hay không. Ok, giờ chúng ta bắt đầu. Nói chung phần đóng gói khá là đơn giản. Mô hình ngày hôm nay của chúng ta chính là Trafalgar The Waterlord, bác sĩ tử thần. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là hộp bên ngoài mất méo khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bên trong xem mô hình có bị ra sao hay không. Tại hôm nay chúng ta đây, phần hộp nó đã bị hư, mình sẽ bỏ luôn. Mua được gói trong một cái túi ni lông như thế này, mình sẽ lấy nó ra. Đây là phần áo tròn của lo phiên bản ở Wano. Tiếp theo là một cái đế, thanh kiếm của Lo, đây chính là nhân vật của chúng ta hôm nay. Giờ mình sẽ lắp ráp lại xem nó như thế nào nhé. Hơi khó anh em.
Ok, như vậy là đã xong. Mẹ thấy thế nào? Chất liệu của mô hình vẫn là nhựa PVC nha anh em. Mình không biết có đúng là PVC hay không, nhưng mà mình nghe giới thiệu như thế. Em thấy thế nào? Rất là ngầu đúng không? Cái chi tiết rất là ok. Anh em có thể thấy là xăm trên các ngón tay rất là chi tiết luôn. Màu sắc rất là ok luôn. Với giá 195k thì mình nghĩ mô hình này đáng để em sưu tầm. Mặc dù mô hình này nó hơi nhỏ với mô hình của Zoro, nhưng mà mình thấy vẫn rất là đẹp luôn. Đáng tiếc là phần vỏ của nó đã bị móp méo khá là nhiều. Nhưng không sao, quan trọng là phần mô hình của chúng ta rất là đẹp. Lo chính là một trong 11 siêu tân tinh của thế giới, cựu của Shichibukai và là đồng minh của Luffy. Nên có thể là Lo rất là đẹp trai, rất là ngầu, sức mạnh cũng rất là bá đạo luôn. Giờ mình sẽ quay cận cảnh mô hình này cho anh em xem. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tất cả anh em.